Câu chuyện khó ăn ở Bali dành cho 18 cộng. Nhân dịp có bạn bình luận hỏi ăn uống ở Bali thế nào, có hợp khẩu vị không, thì Quyền xin kể một câu chuyện khó ăn ở Bali. Chuyện này dành cho người 18 cộng. Đúng ra thì Quyền dự định không có kể, nhưng thôi lỡ rồi kể cho cả nhà nghe nha. Số là trước khi đi tour Bali thì bên tour có dặn các món ăn ở Bali có vị hơi khác so với Việt Nam, nên ai có tính khó ăn thì thủ theo đồ ăn vặt hoặc mì gói. Phòng khi đồ ăn Bali không hợp thì có đồ ăn dự phòng hoặc để ăn thêm. Nhưng trên thực tế khi vào ăn tại các nhà hàng thì Quyền thấy các món ăn cũng ok, không đến nỗi nào. Chỉ có điều là cái vị hơi mặn xíu, có thể là do người dân Bali ở vùng biển nên thích nêm nếm vậy, nhưng vẫn chấp nhận và ăn được. Cũng có thể là do Quyền có tính dễ ăn nên thấy vậy, mỗi người mỗi ý. Chứ trong đoàn tour thì cũng có một anh ăn không được, cái ảnh nói vui là: "Ôi thằng Linh ơi, con ăn không hợp, ước gì có các món thuần Việt để con ăn như là mực ngò, cháo xá dịch, cá trà bạch, cá trà pu, canh lá trà bồn và một ít vụ vắng để nhâm nhi thì còn gì bằng." Cả đoàn tour toàn là người lớn đang ăn no, nghe ảnh khấn như vậy được dịp cười muốn bể bụng. Cả nhà có biết các món thuần Việt này không?